doanh học thì cái bọn đấy chưa kinh doanh ngày nào mà học cái gì, nó khổ thế đấy chị. Chính bởi vì điều đó nhưng cho nên là lúc đầu tôi tham gia kinh doanh theo mạng 2 năm các anh chị, chả kết quả gì cả. Rồi quay lại hỏi các thủ lĩnh, bạn ơi tại sao, hay anh ơi tại sao tôi làm mãi không thành công. Thế thì có một thủ lĩnh họ khuyên tôi thế này, thì trong các cái trung tâm hay đào tạo thì anh hay học trung tâm nào? Mình bảo, tôi bảo thì tại sao tôi phải học, tôi là giám đốc kinh doanh và đang kinh doanh, tại sao tôi phải học? Bây giờ anh muốn thành công hay là anh muốn chứng minh cái suy nghĩ của anh là đúng? Các bạn thấy câu hỏi này khó trả lời không ạ? Mặc dù nó đơn giản lắm, ai cũng muốn thành công, nhưng mà cái tôi lớn rất ngập ngừng, rất ấp úng là không biết trả lời sao. Bây giờ hỏi lại một lần nữa, anh muốn thành công không? Mà muốn. Đó. Cho anh một câu thần chú, một bí kíp, là một là bạn thành công, hai là bạn đúng, bạn không thể là cả hai. Cho nên người thành công không bao giờ tranh luận đúng sai ở chỗ đó các chị. Nó tuyệt vời những một câu nói đấy. Thế mà bạn ấy chỉ cho tôi thêm một cái bí quyết nữa. Bạn, anh tìm lấy một cái trung tâm nào mà anh thích, tối thứ hai và tối thứ năm xách cái đít đặt xuống cái ghế đấy. Nó không bảo mình đi học ấy chị, nó bảo mình xách cái đít đặt xuống ghế thôi. Thế thôi, thế thôi, thế là đủ rồi. Chiến dịch mưa dầm thấm lâu mà. Có thể lúc đấy họ vẫn biết là mình, cái tôi mình cao. Có thể họ bảo mình đi học thì lại bắt đầu xảy ra tranh luận. Họ đó bảo không bảo mình phải đi học, bảo xách cái đít đặt một cái ghế đấy trong cái trung tâm đúng cái giờ đấy. Thế thôi là anh sẽ thành công. Và quả thật từ lúc chúng tôi, vợ chồng chúng tôi đi học, anh chị các bạn biết không, từ Thủ Đức mà chạy tới bến Trương Dương lên Hàm Tử chứ quận 5 ấy, ngày chiều nào cũng như chiều nào, nắng cũng như mưa, nhiều khi hai vợ chồng đi ướt như chuột lột. Đến đấy ngồi học ướt sũng, học đến nửa buổi nó khô, xong về lại ướt sũng rồi chị. Đấy, thì tôi đã phải bước qua cái sự gọi là vượt qua chính cái tôi cá nhân của mình. Thế cho nên quay lại một lần nữa, cảm ơn và chúc mừng tất cả các anh chị các bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi biết trong hệ thống, trong đội nhóm mình ngày hôm nay có mặt ở đây có rất nhiều người bằng cấp hơn tôi rất nhiều, có rất nhiều người có địa vị hơn tôi rất nhiều, chứ một cái chức giám đốc kinh doanh quèn quèn đấy thì ăn thua gì. Bởi nhưng mà cho nên tôi muốn chia sẻ cho mọi cái cảm giác đấy. Ai còn đang cảm giác khó chịu khi mình được nghe những người khác chẳng có bằng cấp gì đào tạo, thì chúng ta hãy nên nghe lại những câu chuyện đấy. Hoặc là tôi cũng sau này tôi muốn, ví dụ như chị An, anh Hà hay anh Trương, chị Yến chia sẻ cái cảm giác đấy nó như thế nào. Mẹ học cái gì mà học, học cả đời thế sao còn học. Bí quyết thành công là luôn luôn biết trở đưa mình trở về mảnh xuất phát. Đấy là điều tuyệt vời. Anh Trương, em xin mời anh chia sẻ một tí xíu về cái cảm giác của anh khi lần đầu tiên chị An bảo anh đi học, cảm giác thế nào. Em mời anh. Vâng, rất là thân thiện gia đình. Vâng, cảm ơn thủ lĩnh cao cấp Trần Hải Ly cho tôi chia sẻ. Lần đầu tiên thì thật ra thì thủ lĩnh cao cấp Nguyễn An cũng chỉ nói rất nhẹ nhàng thôi. Thế bảo là anh ơi có sản phẩm này hay lắm, anh có sản phẩm này hay lắm, anh uống chắc là sẽ tốt cho sức khỏe. Thế xong mà tôi thấy là đó là sản phẩm gì, thế đấy bảo có cái sản phẩm này rồi thì tôi cũng không uống đâu. Lúc đầu tôi cũng còn ngập ngừng, nhưng mà về sau thì tôi cũng uống. Nhưng mà thấy thì nó cũng có chuyển biến, cũng có những cái trải nghiệm. Thế nhưng mà cái chính không phải là cái đấy, mà vì câu hỏi của thủ lĩnh Hải Ly cũng hỏi là vì thủ lĩnh Nguyễn An hỏi tôi cái gì mà. Thế đấy chỉ trao đơn giản như vậy. Thủ lĩnh Nguyễn An không hề nói là vấn đề kinh doanh thế nọ rồi là sản phẩm và thế kia các thứ đâu. Nhưng mà cái cảm giác của anh lần đầu tiên anh đi học cái Zoom này, cái cảm giác khi mình mở Zoom ấy, cảm giác thế nào? À, thì thế này. Bởi vì tôi luôn luôn ở cái tâm thế là tôi muốn học mọi thứ. À, đấy. Rất là tuyệt vời.
Cho nên là tôi luôn luôn tôi đã nói là tôi như một tờ giấy trắng khi vào đây, bởi vì vợ chồng tôi là không hề biết kinh doanh là gì, chỉ làm chuyên môn thuần túy, học học xong đi làm thế thôi, chứ còn cũng không có một cái kinh doanh bao giờ cả. Thế nhưng mà bởi vì thế này, tâm sự thật với cả nhà mình là khi mà bà xã tôi làm thanh tra mà, thì dưới tay bà ấy có hàng có 10.000 doanh nghiệp ở cái thủ đô này. Thế cho nên là bà ấy biết hết rằng là cái công ty nào làm ăn trục giật, công ty nào làm ăn đảo vàng. Thì khi cái gặp vào công ty này thì chả có cái lỗi gì để bắt người ta cả. Công ty Siri không bắt gì bẻ gì người ta cả. Thì vì thế mà khi mà nghiên cứu rồi thì là bà xã là tôi cũng tham gia. Thế còn khi tôi đấy thì vẫn đi làm, vẫn mổ xẻ, vẫn nọ kia, nhưng tôi vẫn cứ nói là thực phẩm chức năng tôi không nghe gì cả. Thế nhưng mà thấy bà xã cứ cầm cụi làm thì bắt đầu tôi bảo cẩn thận đấy, không rồi lại giống như anh bị bên cái gì nhỉ, bảo hiểm của MB Bank nó lừa thì mất 50 triệu đấy. Thế tôi cũng vào để tôi xem như thế nào, để mà cũng bảo mình bảo vệ vợ mình thôi, nọ kia thôi, nhưng mà vẫn có tin, bởi vì là hai chị em thân thiết với nhau lắm, cho nên là tôi cũng thấy rằng là chả nhẽ mà cô lại đi lừa chị à, cô em đi lừa chị à, không có chuyện đấy đâu. Nhưng mà tôi vào để tôi nghe ngóng xem như thế nào, và tôi cũng không vào Zoom được, bây giờ đoạn đầu và tôi bận cũng không vào được. Thế thì sau dần dần tôi cũng sắp xếp dần, tôi thấy càng ngày càng học nó càng vững dạng, mà càng vừa phát triển bản thân mà vừa trao đi, rồi là vừa có những cái kết quả bước đầu, nói chung là mọi thứ đều thấy là rất an lạc. Mà nó mà cái này là về sau tôi đã xác định rồi, tôi bảo là cái này là do chính phủ được phép cho phép, và vậy đảng viên được phép làm kinh tế tư nhân cơ mà. Thế thì về mặt chính quyền pháp luật không phải lo cái gì cả. Thứ hai nữa là về mặt cái gì nhỉ, tôi nói nhanh một tí thôi, tức là về mặt sản phẩm thì tôi nghiên cứu tôi thấy tốt rồi. Thế thì lúc đấy là tôi vào Zoom tôi học. Thế nhưng mà đặc biệt là hôm trước tôi có chia sẻ là cái Zoom của Hải Ly là cái giờ đấy là thế, tôi nghĩ như thế ban đầu thôi, nhưng mà khi tôi vào Zoom tôi thấy hay quá, phát triển bản thân của quá, thế tôi bảo là thế, không tưởng là không hợp, cuối cùng hợp, không tưởng. Vâng, tôi xin hết rồi. Cảm ơn anh Trương. Thật ra thì mọi người có biết cái học hàm học vị của anh Trương không, tôi em không dám nói, tại vì anh không chia sẻ là anh em sẽ không nói đấy. Thế cho nên là, nhưng mà mọi người biết anh Trương là một bác sĩ rất là giỏi. Thế thì cái mà anh Trương ở đây nó cũng đơn giản thế thôi chị. Đấy, những thủ lĩnh Nguyễn An nhẹ nhàng đẩy xe hàng. Thế bây giờ tôi muốn nghe cái sự chia sẻ của một thanh tra nào. Anh Trương muốn nói thanh tra nào nhỉ? Chị Yến đúng không? Chị Yến có mặt trong Zoom không ạ? À, chị Yến không mặt trong Zoom. Cảm ơn chị Yến vừa bị mạng yếu ao. Đấy, chị em chúng ta thấy không? Những lúc quan trọng nó cần phải thử thách. Rồi chúng ta đợi chị Yến chút xíu. Thế trong cái doanh nghiệp của chúng ta cũng thế thôi. Đến lúc mà người ta phản đối là bắt đầu bị thử thách, đấy, chúng ta là bắt đầu nản. Thế cho nên là chúng ta đợi chị Yến vào. Bây giờ em muốn sự chia sẻ của anh Hà. Anh Hà cũng đã là người có địa vị, anh chị. Đấy, trong lĩnh vấn đề kinh doanh, vấn đề là doanh nghiệp, anh cũng là một cái người có địa vị. Thế thì vào đây thì chúng ta muốn nghe chia sẻ của anh Hà. Tại sao anh lại vào đến với Siberia? Mà cái buổi học đầu tiên anh học, anh cảm giác như nào? Em xin mời anh Nguyễn Thanh Hà. Cảm ơn thủ lĩnh World Cup Trần Hải Ly. Chào anh chị. Thực ra đúng là Hà rất là may mắn khi được dùng sản phẩm của Siri, sản phẩm thì rất là tốt. Và đồng thời là Hà vào Zoom của anh Phạm Vũ Minh cũng như là của Trương Huy Cường, thì Hà thấy rằng là trong đây có rất nhiều con người mà có trí tuệ rất là lớn, và đặc biệt là cái môi trường rất là tốt. Thế thì Hà thấy rằng là cái trong đó thì Hà đang rất mong muốn được phát triển bản thân và cống hiến. Thế thì đấy, cái môi trường này rất là tốt, và khi Hà hiểu rằng là muốn cái bước nào khi mình muốn giúp được mọi người được tốt thì mình phải thành công ở lĩnh vực đó. Thế thì Hà cũng hiểu rằng là mới mình thành công ở lĩnh vực kinh doanh hệ thống truyền thống, nhưng vào đây kinh doanh hệ thống thì nó khác biệt hẳn. Và lần đầu tiên thì Hà, mặc dù Hà biết là cái cấp số nhân thế nào, kinh doanh hệ thống là thế nào, nhưng mà thực ra để mà hiểu nó và lắm nó thì Hà gần như là giấy trắng tinh, không biết. Thế chính như vậy là chắc xác định là giống như thủ lĩnh cao cấp Trần Ly nói, bí quyết thành công là đưa mình về vạch xuất phát. Và cái câu đó Hà cũng được biết và được anh Phạm Minh cũng chỉ dạy về đó.
Thế chính vậy là Hà xác định là học không? Và thực ra cái bộ não của mình, con người ấy chỉ sử dụng khoảng 10% thôi. Thế chính vì vậy là nếu mình không sử dụng nó tối đa, và hơn nữa kiến thức với cả hiểu biết xã hội nó nhiều lắm, và mình như hạt cát thôi, không ăn thua gì cả. Thế chính vì vậy đây là cái môi trường mà Hà muốn vào để mà không phải thử sức, mà muốn để ấn định mình sẽ trở thành ai. Và để sau đó, cái đó là cái mà để sau này mình để lại cho con cháu, cũng như là cái tấm gương cho con noi theo. Do đó vậy thì nó bình thường ạ. Anh có thể chia sẻ là trước khi đến với Siri anh đang làm gì không ạ? Trước khi đến Siri thì tổng đốc của công ty Thép Lý. Thì thực ra công ty của Hà thì với doanh số thì một năm nó khoảng 6.000 tỷ. Và có hai đơn vị nhà máy đâu khoảng 1.000 của các lộn trước. Cảm ơn anh. Nhưng cũng phải chia sẻ anh chị là ở Bắc Tiếng là tổng đốc công ty lần một. Thế nhưng trước đây nó là công ty nhà nước. Thế sau đó là bán cho bên Nhật. Thế thì thực ra cái thu nhập nó không có đáng kể đâu. Thu nhập nó chỉ tương đương với nhà tư vấn chuyên nghiệp thôi. Và thu nhập nó chỉ rơi vào khoảng 55 triệu một tháng. Thế là không kể thưởng, mà nếu như mình làm lợi nhuận mà cuối năm ấy, thì họ có thể có thưởng, có thể là vài trăm triệu hoặc 1 tỷ, nhưng tùy thuộc cái lợi nhuận của mình làm ra. Và cảm ơn anh Trần Lý và anh ấy chị. Thôi đủ rồi anh, em cảm ơn anh. Ai đã từng lãnh đạo một doanh nghiệp doanh số 6.000 tỷ một năm ạ? Ai ạ? Anh chị thấy không? Thế thì cái thông qua cái sự chia sẻ của anh Trương và anh Hà, chúng ta nhận thấy điều gì đây ạ? Vô cùng tuyệt vời, cả anh đã bắt đầu trở mình về vạch xuất phát. Tôi